Em xin mời cả nhà có câu chuyện tiếp theo ạ. Tôi Lê Hồng Mời Lam chị ạ. Thu Thủy. Vâng, em mời tôi ạ. Tôi Lê Hồng Lam đến từ Thanh Hóa ạ. Tôi Dạ muốn vâng, hỏi em mời về chị Nam ạ. em muốn Chị hỏi Liễu ơi, chị chia sẻ sau chị Nam nhé. chị Nguyễn Luyến ơi, em muốn hỏi về cái cho xem trong khu nhà mình có ai chữa về cái bệnh suy thận á, thì em hỏi em lấy cho chú nhà em ạ. Chú thì cũng đang còn trẻ đấy mà bị suy thận ạ, cũng phải chạy thận rồi ạ. Chị Nam ơi, cho em hỏi thế bạn ấy năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 37 tuổi chị ạ. 37 tuổi thế nhỉ? Bạn đi kiểm tra người ta có nói nguyên nhân về của suy thận của bạn ấy không ạ? Thật ra thì cũng đang buồn nên là em cũng ngại hỏi sau á, tại chú đang cũng tại vì chú là làm bệnh viện, cả hai vợ chồng làm bệnh viện, cả bệnh viện tỉnh Thanh Hóa. Vâng. Thì em chia sẻ một chút về bên cái chuyên ngành của em một chút này. Nếu suy thận mà do nguyên nhân của ví dụ như của sỏi ấy, thực ra là sỏi cũng dẫn đến suy thận. Nếu như sỏi ở một cái vị trí mà nó không thể ra được này, bắt buộc phải tán ấy, thì sẽ làm cho ứ nước bể đài bể thận. Và ứ nước lâu ngày thế nó cũng dẫn đến suy thận. Đấy, cho nên là chị tìm hiểu rõ nguyên nhân suy thận người ta là thứ nhất. Thứ hai nữa là ở trên Zoom mình đã có rất nhiều kết quả về suy thận rồi. Rất nhiều kết quả về suy thận rồi. Và em nhớ gần nhất là cái kết quả suy thận của một chị ở Hà Giang, của anh của khách hàng ở Hà Giang á, thì là dùng suy thận là vì là bị suy thận thì bác sĩ khuyên là truyền máu lọc lọc thận ấy. Đấy, truyền máu lọc thận thì là người ta không có điều kiện mà người ta về thì người ta dùng là kết quả rất tốt. Kết quả suy thận ở Zoom mình rất nhiều và Zoom lớn cũng có. Và trên kể cả trên trên kết quả sử dụng sản phẩm của trên trang kết quả series mình cũng có rất Dạ. nhiều kết quả chị ạ. Chị rất Tôi. vâng à, mời Bùi Văn Tình ạ. Chị ơi, cho em chia sẻ với chị một tí ạ. Rồi, Chị cảm ơi, ơn em chia sẻ. trong tháng trước thì em lấy cho một khách hàng ở ở Phú Thọ bị suy thận, một tuần chảy 3 lần cơ. Thì em lấy chị, anh đi uống khoảng mấy ngày đầu thì anh tăng được 1 cân. Ăn uống được, ngủ được, và em cũng theo dõi hàng ngày, em hắn nhìn đây. Hắn gọi điện để hỏi thăm xem anh là làm sao, thì anh bảo là cũng ăn được ngủ được này, mấy cái mặt nước của anh là được trước cũng tím ngắt ở hai bên đấy này, bây giờ nhìn nó hồng hào lắm, nhưng mà đi kiểm tra thì nó hắn chưa chưa về cái chưa có kết quả đẹp đâu, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ có, dần dần nó sẽ có. Mấy một hôm cái hôm đấy anh bị ngã, anh bị va đây, mà anh cũng chỉ đang điều trị thuốc đấy, mà trong 1 2 hôm là anh đã khoảng 3 hôm ấy thì cái sẹo của anh ấy cũng đã hết và đẹp lắm, Vâng. nên em tin tưởng anh đấy sẽ sử dụng và sẽ khỏi. Em hôm nào em cũng nói chuyện và an ủi anh đấy, là anh đấy cũng bảo để anh cứ tin tưởng anh uống. Anh bảo anh đi khắp nơi ở từ Nam ra Bắc các kiểu, làm lúc trêu anh bảo nếu mà lúc nào anh khỏi thì anh lên nhà em chơi đấy. Đấy, em chia sẻ với chị như thế cái liệu trình suy thận. Tôi cảm Em ơn cảm ơn anh Bùi Văn Tình ạ. chị Lê Hồng Lam, chị đã thấy có đủ niềm tin để lấy cho khách hàng chưa? Nói chung là em thì em rất tin tưởng vào sản phẩm của Silvery rồi, tại vì là em lấy rất nhiều sản phẩm cho mọi người nhưng mà em chưa thấy có cái suy thận nên là em phải hỏi. À đấy, cũng như em vừa nói chuyện, chị có nhiều kết quả lắm. Đấy, có nhiều kết quả suy thận lắm rồi và em nghe thấy nhiều rồi và bạn Bùi Văn Tình cũng chia sẻ cho chị đấy. Dạ Tại vì dạ. suy thận ấy, ngoài cái giải pháp là chạy thận, như kiểu chạy thận, chạy cầu thận 3 tuần, 3 buổi một tuần đấy là nhiều và là nặng rồi đấy. Thế mà bạn Bùi Văn Tình đấy cho đã có kết quả rồi. Đấy. Thì suy thận của khách hàng của chị là đã chạy thận chưa? Chú nó chạy rồi ạ. Đấy. Thì là chị cũng tự tin và lấy cho khách hàng sử dụng. Đó là cái suy thận cũng thế thôi, cũng là ở CBD mình cũng là biện pháp hữu hiệu. Còn nếu ở bên Tây y chỉ có đi chạy thận thôi chị ạ. Và đi chạy thận cả đời và đi chạy thận rồi lọc thận cả đời luôn. Ai có sức khỏe tốt thì cứ theo thì sống kéo dài tuổi thọ, còn ai sức khỏe yếu thì nó cũng dẫn đến nhiều cái biến chứng, có thể là còn có cỡ khi mà chạy thận không phải là ai chạy thận cũng an toàn nữa đâu nhé chị nhé. Đấy, cho nên chị cứ tự tin lấy sản phẩm bên mình. Bạn Bùi Văn Tỉnh cho em xin số điện thoại vậy ạ. Em Tỉnh ơi, em nhắn trên nhóm cho chị Nam xin số điện thoại nhé. À, thủ lĩnh Nguyễn Nguyễn ơi, cho chị xin chia sẻ về cái nội dung này đi À để dạ vâng, em cảm ơn chị Kim Nhung ạ. Vâng, chị chia sẻ ạ.
cho chị thêm cái niềm tin cũng như là thêm cái động lực tuyệt đối vào cái sản phẩm này. Dạ À, vâng, xin em chào cảm ơn. chị Nguyễn Luyến cũng cùng toàn thể cô chú anh chị em xong buổi Zoom sáng ngày hôm nay. Cho chị xin chia sẻ là với đối với bệnh nhân suy thận ấy thì thực sự với Nhung thì đã lấy cho quá nhiều người rồi, bởi vì từ một người dẫn dắt đến rất là nhiều người bị suy thận. Vậy là cái bệnh nhân suy thận đối với Nhung thì là do người ta biến chứng tiểu đường để lại, và cái biến chứng đó nó rất là nặng. Anh ấy còn không có đi lại được đâu, yếu vô cùng luôn ấy, ở cái tuổi ngoài 50. Nhưng mà do cái điều kiện kinh tế không có điều kiện để mà đi chạy thận, chính vì thế mà là anh đã ở nhà. Và rất là may mắn anh đã gặp được chị Hồng ở trên Lâm Bình, và chị đã giúp đỡ. Thì đợt đấy là chị lấy cho một đợt một liệu trình suy thận. Sau một liệu trình, chưa hết một liệu trình là anh đã có một cái chỉ số rất là tốt rồi, đi kiểm tra nghĩa là xót ruột, thấy cơ thể của mình nó chuyển biến quá là hiệu quả. Thế là anh đã đi ấy luôn, anh đi kiểm tra. Khi anh đi kiểm tra thì cái kết quả vô cùng tuyệt vời. Và chưa hết một liệu trình anh đã điện và mình đã lấy tiếp một liệu Đấy, trình thứ hai. Đó là một cái câu chuyện mà thực sự là đấy là mình rất là vui, vui từ lâu lắm rồi, từ khi bắt đầu có cái kết quả của anh, bởi vì một cái bệnh lịch vô cùng nặng, cực kỳ là nặng luôn. Thế nhưng mà sau khi anh bây giờ là anh lấy liệu trình thứ ba, vừa hôm qua mình lại đặt tiếp cho anh một liệu trình tiếp theo, bởi vì là với một bệnh nhân suy thận mà ở nhà điều trị tại nhà và có một kết quả như thế, không phải đến viện, đó là một điều quá tuyệt vời, đúng không ạ? Vâng, đó là những cái câu chuyện của Nhung để tăng thêm cái năng lượng cũng như là cái niềm tin cho chị. Để chị hỏi về suy thận, không phải buồn chị nhá, chị cứ mạnh dạn lấy một đơn suy thận thật tốt đầy đủ để cho anh ấy dùng, thì chắc chắn là anh sẽ có kết quả. Vâng, chị cảm ơn thủ lĩnh Nguyễn Thụy Nguyễn Luyến cùng toàn thể các vâng cô chú anh chị em đã lắng nghe. Xin cảm vâng ơn. em cảm ơn câu chuyện chia sẻ rất là hiệu quả của chị Kim Nhung. Tại vì trước đây em cũng nghe chị Kim Nhung đã chia sẻ rồi đấy, chị Kim Nhung đã điều trị cho rất nhiều người rồi, và em nghe chị Kim Nhung chia sẻ rồi. Về cảm ơn chị đã lên chia sẻ để cho chị Nam có đủ niềm tin. Chị đã có đủ niềm tin chưa chị Nam? Mình đủ niềm tin rồi ạ. Rồi cảm ơn Nguyễn Luyến nha. Dạ vâng, em cảm ơn chị, em cảm ơn câu chuyện của chị ạ. Qua câu chuyện chị hôm nay thì em nghĩ là những tư vấn viên mới của nhà mình này, hoặc những người khách hàng hôm nay vào thì cũng có một tích lũy cho mình, một cái kết quả, một cái kinh nghiệm để có thể chia sẻ cho những người thì có trường hợp như chị. Em cảm ơn chị nhé.